và cũng không quên cảm ơn tất cả những chàng pháo tay người Việt Nam và tất cả những người trên thế giới khác, trong quốc gia khác ở đây. Có lẽ là trên thế giới này, chúng ta gặp ở trên cái thế gian này, tất cả mọi người đều là bạn của nhau. Đó là một cái điều, một ước mơ thế giới này sẽ thay đổi cho chúng ta được cơ hội để gần với nhau nhiều hơn nữa. Đó là một hạnh phúc. Diễm Liên cảm thấy đây là một cái vinh dự để Diễm Liên thấy là mọi người tất cả trên thế giới tụ họp lại, không những riêng anh Vũ Khanh, Diễm Liên và tất cả các mọi người nữa đều tụ họp lại đây và cho nhau những cái tình thương như trước giờ, như là sư phụ vẫn đã từng làm. Diễm thấy chỉ có sư phụ làm được cái điều là bao gồm được tất cả những cái tình thương từ các nơi trên thế giới trở lại vào thôi. Yeah. Xin kính chào thiền sư. Chào ca sĩ, nghệ sĩ. Tôi đợi được gặp thiền sư gần 10 năm nay. Hôm nay tôi mới được hân hạnh để được gặp thiền sư. Come here. Tại sao đợi lâu vậy? Tôi ở đây hoài đợi anh không đến, đợi lâu vậy. Cảm ơn nha. Thưa thiền sư, cho phép tôi được gọi thiền sư một cách gần gũi nhất. Okay. Và hôm nay cũng có một số người Việt Nam cũng mong đợi thiền sư một vài câu nhiều để lắm. Nói với tất cả người Việt Nam ở đây. Nhiều lắm. Tôi không biết nói gì hơn. Xin kính chúc thiền sư sức khỏe, được dồi dào và God bless you. Chúc anh mạnh khỏe. Mọi sự như ấy. God bless you too. 10 years I've been waiting for you. You just ask my name in the internet and then you come. I'm famous, you don't know? Very easy to find me. Look at these people. They're so busy and famous and they still can find me. What about you, cannot? Nhưng mà tôi gặp được thiền sư bằng xương, bằng thịt trước mặt, đây là một niềm hân hạnh cho tôi hôm ngày hôm nay. Mấy đồng chí Việt Nam qua gặp hoài, tại anh không đến hay chưa? Phải không Việt Nam? Giơ tay lên coi, phải không? Yeah, look at that. Look at the Vietnamese, left and right, look. We love you. It's their home. It's their house. They come here, eat here, sleep here for weeks on end. For months, sometimes. Hân hạnh được thiền sư một lần nữa. God bless you. Hân hạnh gặp anh, nhé. Vũ Khanh, hát thêm, hát hoài. Cảm ơn thiền sư. I wish we could
Also, yeah. Yeah, I know. So heartfelt. Yeah, I know. It was heartfelt. It's for the refugees. Chúng con xin cảm ơn sư phụ. Đây là tất cả các bạn đều là những người ăn thần chay là đệ tử của sư phụ ạ. Okay. Và con nghĩ rằng có một điều mà con hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Và để con cảm thấy là cuộc sống này tươi đẹp và có ý nghĩa, đó là con được là đệ tử của Ngài. Con thật là tự hào về điều đó. Và đó chính là một nguồn sống của con. Xin cảm ơn sự hiện hữu của Ngài đã đến với cuộc đời của con. Xin cảm ơn Ngài. Love you.